Mời cộng đoàn nghe lịch phụng vụ trong tuần này, hôm nay ngày mùng 4 tháng 2 tức 25 âm lịch, chủ nhật thứ 5 mùa thường niên, thánh vịnh tuần 1. Cùng nhau học hỏi giáo lý số 91, hai ý muốn nơi ngôi lời nhập thể hợp tác với nhau như thế nào. Thưa Chúa Giêsu có một ý muốn của Thiên Chúa và một ý muốn của con người trong cuộc sống nơi trần gian con thiên chúa đã muốn làm theo con người điều mà người đã quyết định theo thần tính với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần về ơn cứu độ chúng ta ý muốn nhân loại của Đức Kitô luôn theo ý muốn thần linh không miễn cưỡng không đối kháng và hơn nữa ý muốn nhân loại của người đã tùng phục ý muốn thần linh Số 92, Đức Kitô có một thân xác con người thật không? Thưa, Đức Kitô đã đón nhận một thân xác thật sự của con người, qua đó Thiên Chúa vô hình đã trở nên hữu hình. Vì thế Đức Kitô có thể được trình bày và tôn kính qua các ảnh tượng thánh. Trích bản toát yếu sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, bản dịch năm 2011. Ngày 5 tháng 2 tức 26 âm lịch thứ 2 tuần 5 mùa thường niên, Thánh Agatha Trinh Nữ từ đạo lễ nhớ. Ngày 6 tháng 2 tức 27 âm lịch, thứ 3 tuần 5 thường niên, Thánh Folomiki và các bạn tử đạo tại Nhật Bản lễ nhớ. Ngày 7 tháng 2 tức 28 âm lịch, thứ 4 tuần 5 mùa thường niên, thứ tư đầu tháng kính Thánh cả du xe. Ngày 8 tháng 2 tức 29 âm lịch, thứ 5 tuần 5 thường niên. Thánh Nimo Emiliani, Thánh Josephina Bakita trình nữ. Ngày 9 tháng 2 tức 30 âm lịch, thứ 6 tuần 5 mùa thường niên, kết thúc năm âm lịch nhâm dần, lễ tất niên. Ngày 10 tháng 2 tức ngày mùng 1 ngày đầu năm âm lịch thứ bảy tuần năm thường niên Tết Nguyên Đán giáp thình. ngày mùng một Tết cầu bình an cho năm mới hôm nay lần hạt năm mươi đọc kinh thờ lạy kính thờ Đức Chúa Trời ba ngôi cầu cho các tín hữu vững lòng tin đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin Thánh Cô Lát Ca trinh nữ lễ nhớ lễ giao thừa ngày mười một tháng hai tức ngày tức ngày mùng 2 Tết, Chúa Nhật thứ sáu mùa thường niên, ca vịnh tuần 2, ngày mùng 2 Tết kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Hôm nay lần hạt 50 đọc kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc, đọc kinh vực sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục cử hành các thánh lễ và các giờ kinh phục vụ Chúa Nhật sáu thường niên với ý cầu nguyện kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Ý cầu nguyện này có thể đưa vào bài giảng và lời nguyện tín hữu. Không cử hành lễ Đức Mẹ lộ đích và không cử hành lễ cầu cho người qua đời trừ lễ an táng. Cùng nhau học giáo lý số 93 Trái tim Đức Kitô nói lên điều gì? Thưa Đức Kitô biết và yêu thương chúng ta bằng một trái tim của con người, trái tim của người bị đâm thâu để cứu độ chúng ta là biểu trưng cho tình yêu vô biên của người đối với Chúa Cha và đối với tất cả mọi người. Câu 94, câu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai có ý nghĩa gì? Thưa câu này muốn nói lên rằng Đức trinh nữ Maria đã thụ thai trong lòng mình người, trong lòng mình người con vĩnh cửu là bởi tác động của Chúa Thánh Thần chứ không có sự cộng tác của một người nam. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Luca chương 1 câu 35. Đó là lời thiên thần đã nói với Đức Maria lúc truyền tin. Trích toát yếu giáo lý của Giáo hội Công giáo xuất bản năm 2011. Kính thưa cộng đoàn con xin được lập lại trong tuần này ngày thứ sáu tức là ngày 30 Tết à, buổi tối ngày thứ sáu chúng ta có thể cử hành thánh lễ đêm giao thừa rồi ngày thứ bảy tuần này tức là ngày mùng 1 ngày đầu năm âm lịch Tết à, à, nhâm dần à, ngày mùng 1 Tết cầu bình an cho năm mới và ngày chủ nhật tới đây đã là mùng 2 Tết À, ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta tết ông bà cha mẹ còn sống cũng như là dâng lễ cầu nguyện cho à, ông bà tổ tiên cha mẹ những người đã qua đời. Thế thì trong tuần này chính là tuần Tết, à, chúng ta đừng quên à, xin lễ tạ ơn năm cũ và cầu bình an cho năm mới, à, rồi xin lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên cha mẹ. Và ngày thứ hai tới là ngày mùng 3 Tết ngày thánh hóa công an việc làm, chúng ta xin lễ, xin chúa chúc phúc lành cho chúng ta trong năm mới, à, trong những ngày à, cuối năm và đầu năm à, âm lịch thì chúng ta cũng đừng quên nhé, xin lễ tạ ơn năm cũ, xin lễ cầu bình an cho năm mới, xin lễ cho ông bà tổ tiên cha mẹ và xin lễ thánh hóa công an việc làm. Con xin được rao lịch à, trong tuần này để quý ông bà và anh chị em nắm, trong tuần này là tuần cuối năm và tuần đầu năm chúng ta sống trong tâm tình tạ ơn thiên chúa con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen